Trong cái hành trình mà yêu anh ấy á, thì đến bây giờ mọi người cũng thấy là ông xã của Minh Hằng là một bí ẩn, một bí mật. Thậm chí là còn không biết mặt của ông xã của Minh Hằng là ai nữa. Thì xin thưa hỏi cô Minh Hằng, là vì cô muốn giữ sự an toàn cho chồng mình, hay là vì một cái lý do nào đó mà không tiết lộ? Nói là bí mật cũng không đúng. Tại vì thật ra là tụi em vẫn đi ra ngoài, vẫn ăn uống như một gia đình bình thường. Rồi thỉnh thoảng em vẫn quay clip TikTok với ổng mà. Nhưng có nghĩa là ổng không có thích lộ diện thôi. Tại vì thật ra là anh là dân kinh doanh. Anh cũng mắc cỡ. Bình thường thì anh rất là hài hước, nhưng mà đương nhiên có máy quay vô thì ảnh sẽ bị ngại. Anh hiểu, cái đàn ông mà. Rồi xong rồi ảnh cũng nghĩ là thôi quay lên rồi mất công nhân viên của anh cười anh. Xong rồi cái ổng thôi. Chứ thật ra là tụi em cũng không có giấu gì cả.